vâng, Michael Audio xin mến chào tất cả các bác nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất mà bên em sẽ đăng tải. Và tiếp tục giới thiệu tới các bác một dòng lọc bãi xịt hàng size 3U của thương hiệu Lux với model là SE230MK25A. Thì với phiên bản này là phiên bản cao nhất của dòng SE230. Thì với phiên bản cao này thì có gì đặc biệt hơn so với phiên bản thấp của dòng Lux SE230? Thì ở đây như các bác đang nhìn qua ống kính thì với cái dòng phiên bản cao này thì nó sẽ xử lý cái tiếng trống tốt hơn. Đấy, xử lý cái tiếng trống tốt hơn có nghĩa là khi các bác sử dụng cái chế độ với một cái chiết áp mà ở dưới này thì nó sẽ đánh với cái mức là -6 và +6, có nghĩa là nó sẽ tăng gấp đôi để cho tiếng trống đánh mạnh và khỏe, sâu tiếng trống. Nó khi các bác sử dụng cái chiết áp này thì các bác như kiểu là các bác đang sử dụng một cái con súp bát 40 hoặc 50. Và cái tiếp theo nó là cái giải chép nó cũng nổi bật hơn với cái bản thấp, có nghĩa là nó sẽ cái giải chép nó sẽ sáng hơn và mạnh hơn. Đấy, sáng hơn mạnh hơn. Và cái chế độ cắt của cái phần trống, có nghĩa là cắt phần trống thì nó sẽ được sâu hơn, nó sạch hơn. Đấy, khi các bác để cái chế độ 250 thì ở đây là 5Hz nha các bác nhé. Khi các bác chuyển sang 250 thì cái chế độ này sẽ quét sạch hơn với cái giải trống. Đấy, có gì giải lời sẽ sáng hơn. Với dòng này thì các bác có thể chơi với nhạc sống sự kiện hoặc là chơi gia đình. Thì hàng này khá là hiếm các bác ạ. SE230 MK25A này khá là hiếm. Ở trên thị trường thì chỉ có vài chiếc thôi, em chưa thấy nhiều với cái dòng này. Thì với này dòng này thì nó cũng sử dụng là 62 cần gạt 31 cần một tầng. Đấy, từ giải 25Hz cho đến 20kHz. Và đây là cái mặt trước của nó các bác nhé. Cái mặt trước của nó thì nó như có những cái nút mà em vừa nói đấy ạ. Có nghĩa là một cái chiết áp này để xử lý về cái nhạc đầu vào này, và một cái chiết áp để xử lý cái giải chép này, tăng giảm giải chép, tăng giảm giải trống và cắt sạch cái tiếng trống. Đấy, cái chiết áp này là cắt sạch tiếng trống các bác nhé. Có nghĩa là các bác có thể tăng chép, nó tăng trống hoặc là cắt sạch cái giải trống đi. Và em sẽ quay được cái mặt sau cho bác cùng xem. Và đây là cái đằng sau các bác nhé. Đằng sau này thì nó sẽ có những cái thông số sau. Thứ nhất là cái nguồn điện vào này, giải điện rất là rộng, 250V. Đấy, chạy rất là sâu. Và tiếp theo đó cái CD nó đây. Và ở đây nó sẽ là đường vào của nó là Canon đực và Canon cái. Đấy, đặc biệt là nó sẽ không có Canon có jack 6 ly các bác nhé. Em sẽ quay luôn cái nội thất bên trong. Thì với cái đặc thù riêng của dòng Lux thì nó chỉ sử dụng một cái mạch bên trong tường thôi, nhưng mà cho ra chất âm thì cực kỳ là đỉnh rồi. Sử dụng IC này. Sử dụng IC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IC 14 chân. Và sử dụng cái phiên bản này sẽ sử dụng những cái tụ bằng nhôm. Đấy, tất cả tụ bằng nhôm các bác nhé. Với phiên bản thấp hơn thì nó sẽ là tụ thường, còn đây là những cái tụ nhôm các bác nhé. Tụ nhôm thì nó sẽ bền hơn. Đấy. Và ở đây là một chiếc nguồn xuyến này các bác này, cực kỳ to ở đây nhé các bác nhé. Nguồn này được khoảng tầm 7 phân các bạn. Đấy, nguồn xuyến. Và ở đây là những cái bo mạch xử lý cái tín hiệu, có tín hiệu điện. Đây là hai con tụ rất là to này, và bốn cái con IC để khuếch đại điện lên này. Và đây là những cái IC cũng như là tụ để xử lý cái tín hiệu đầu vào và đầu ra. Ở đây là hai chiếc rơ le để xử lý cái tín hiệu đầu vào đầu ra. Có nghĩa là tín hiệu đầu vào. Đấy, rơ le này là xử lý tín hiệu đầu vào. Khi mà các bác mở chiếc lọc lên thì nó sẽ đóng rơ le. Đóng rơ le thì bắt đầu lúc đấy những cái phần mạch cần gạt thì bắt đầu nó mới hoạt động lọc. Còn khi các bác chưa đóng rơ le thì nó sẽ thông cầu, có nghĩa là nhạc vào nó sẽ ra luôn, nó sẽ không qua cái mạch đằng trước này, cái mạch xử lý này các bác nhé. Em sẽ test thêm để cho các bác cùng thẩm âm. Với dòng Lux thì cái thương hiệu rất là lớn rồi, với lại cái chất âm thì nó quá là đỉnh rồi. Các bác nhìn nhá, em đang chạy một loa nhá, một vế loa này, em sẽ
Em sẽ tăng cái giải trống sâu cho các bác cùng nghe. Các bác nhớ đeo tai nghe để thẩm âm tốt cho các bác nhé. Đó, khi các bác sử dụng cái chế độ này nó đánh chung cả nhà đó các bác ạ. Đấy, đánh cực kỳ đồng anh, rất là sâu. Đó, khi các bác sử dụng cái chế độ này thì nó sẽ cắt sạch trống này. Đấy, sạch giải trống, còn giải lời với giải chép thôi. Cái giải này là cái giải cắt sạch trống luôn này, chỉ có giải lời với giải chép thôi nhé. Và đây là giải chép. Khi các bác sử dụng sang trừ 6 thì nó sẽ giảm mất một nửa, chỉ rất là ít chép thôi, chỉ còn giải trống không này. Các bác nào mà thích nghe trống nhiều thì thích thôi, chứ còn em thì không thích cái giải trống này lắm, vì căn bản nó đánh quá mạnh và sâu. Thường nếu mà ngồi xa thì hoặc là hát karaoke đấy rất là phù hợp, còn các bác nghe nhạc rất là phù hợp, còn các bác mà ngồi gần mà test như em đây thì nó rất là khó chịu vì nó tức ngực các bác ạ. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Các bác nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ Micro Audio, Zalo cũng như là Facebook, và số điện thoại của em là 0977 434361. Em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.